kém phần nguy hiểm. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tam Giác Mạch. Và hiện tại mình đang có mặt ở Sống Khủng Long trên đất cao nguyên đá Đồng Văn các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía sau mình đang rất là đông du khách đến từ khắp nơi. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên trên kia và khám phá xem là Sống Khủng Long ở trên cao nguyên đá thì nó đẹp như thế nào và khác với Sống Khủng Long ở Tà Xùa như nào các bạn nhé. Đường để lên với Sống Khủng Long các bạn ạ, thì nó là một lối đường mòn thôi. Thật ra ở đây có một cái điểm check in sống ảo dành cho tất cả mọi người, dù là khá nguy hiểm, tuy nhiên thì nó lại khá là thích thú, gây tò mò cho du khách khi mà đặt chân đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Đứng ở vị trí này thì có thể nhìn thấy được con đường hạnh phúc nối liền giữa huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn. Nó vô cùng hùng vĩ các bạn. Lần đầu tiên mình đặt chân đến cái khu vực này, do vậy mà cảm giác rất là hồi hộp. Với một người sợ độ cao thì mình khuyến cáo các bạn là không nên thử nghiệm, không nên trải nghiệm như thế này. Thế nào Trường Lý Vlog? Đến trên này phê lắm, lên lần nào cũng phê. Em chưa lên lần nào cho nên là cảm giác vẫn như là còn nguyên. Như lần đầu chưa được làm. Thank you. Kiểu làm chuyện ấy lần đầu tiên đấy đó. Rất là hồi hộp luôn. Oh my god. Đây chính là cái vị trí mà được rất là nhiều bạn trẻ thật sự rất là run luôn. Mình sẽ tiếp tục lên các bạn ạ. Sống Khủng Long thật sự là ở cái vị trí này nó cảm giác nó rất là phê. Đường nào đây các bạn? Chắc là mình sẽ phải mon. Không, em không thể ra đấy được. Em không thích độ cao à? Em không thích độ cao. Phải nói là không thích bởi vì rất là sợ độ cao. Em rất là sợ. Ây à. Thật sự là không hề dễ dàng một chút nào các bạn ạ. Tôi phải đổ tay thường xuyên các bạn ạ. Vừa đi vừa phải bám nha các bạn nhé. Không này. Ây à. Hello. Rất là chóng mặt luôn các bạn ạ. Mình hiện tại thì mình đã rất là chóng mặt rồi. Cái khu vực này gần như là cao nhất của Sống Khủng Long rồi và mình sẽ tiếp tục. Đây cũng có khá là nhiều du khách lên này, đường mòn này các bạn ạ. Cảm giác rất là phê luôn. Đây là, anh không dám lên rồi. Wow, chân nó đã run run rồi. Sợ quá. Thật ra các bạn ạ, nếu mà các bạn mà là những người mà sợ độ cao như mình ấy thì mình khuyên các bạn là không nên thử.
tôi sẽ mình ngược lại để xem cái đoạn lên như thế nào nhé các bạn nhé. Từ trước tôi toàn quay lên trên thôi, nên tôi quay cảnh tôi leo núi cho các bạn thế nào. Thật sự bây giờ rất là run rồi anh ạ. Thế anh sẽ đưa chú ra cái sống lưng khủng long kia cơ. Đấy mới là kinh khủng nữa. Đã đủ cao chưa? Chưa đủ cao à? Em đã run lắm rồi, thật sự các bạn. Bây giờ là mình đi thẳng hết tiếng rồi đấy. Lên độ cao đi. Ủa núi đá cao vời vợi này. Wow. Ủa nhưng mà chóng mặt lắm anh. Mình đã có mặt ở cái điểm cao nhất của sống khủng long rồi các bạn ạ. Thật sự bây giờ đang rất là phê và rất là chóng mặt. Với những người sợ độ cao như mình thì mình khuyến khích các bạn là không nên có những cái trải nghiệm mà mạo hiểm như thế này. Tuy nhiên thì mình luôn là người đặt ra cái thử thách cho bản thân mình để chinh phục những cái chỗ mà nó lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất ở trên cao nguyên đá cho các bạn. Và mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái video này để gửi tới cả các bạn. Và thật sự ở đây thì gió thổi rất là mạnh các bạn ạ. Khu vực phía dưới chính là cung đường Hạnh Phúc, một trong những cung đường nối liền giữa huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn. Và bây giờ thì mình sẽ chinh phục cái sống khủng long chính thức ở đây này các bạn ạ. Đây, đường để đi trải nghiệm trên sống khủng long. Và cái đích đến là tít bên kia. Và mình sẽ bắt đầu những cái bước đi đầu tiên để chinh phục hết cái sống khủng long ở trên cao nguyên đá Hà Giang này. Yeah. Phải rất là cẩn thận các bạn ạ. Bởi vì các bạn nhìn đấy. Đây, hai bên đều là vực sâu thăm thẳm. Các bạn thì nhìn thấy li ti những cái chiếc xe máy của bà con người dân ở đây di chuyển. Rất là nguy hiểm. Và bên này cũng là vực nốt các bạn ạ. Các bạn cảm giác như là mình đang ngồi trên lưng ngựa ấy, thì nó như thế nào. Khu vực bên này là đây, đường Hạnh Phúc đấy các bạn. Tuyến đường Hạnh Phúc đây này. Đó. Hai bên đều là vực luôn, cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay mình phải đặt ra thử thách là phải chinh phục được cái sống khủng long này. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu các bạn. Nếu mà các bạn đang đói và các bạn sợ độ cao thì mình khuyến cáo các bạn là không nên đặt chân đến đây dù chỉ là một lần. Có thể là lần đầu cũng là lần cuối của các bạn luôn. Wow. Rất là mệt luôn. Đây, đường đi xuống đây các bạn. Ở đây là phải men đi xuống một cách rất là cẩn thận thì mới xuống được khu vực phía dưới.
mình phải bỏ ba lô lại ở đấy đã các bạn, không thể mang theo ba lô nữa. Và ở đây thì hầu như là chính xác là leo núi các bạn ạ. Đây, trượt chân một cái thì các bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Từ cái vị trí của mình đang đứng đây, rất là tuyệt vời. Có một cảm giác rất là vô mốt các bạn ạ. Có một điều nữa mình lưu ý với tất cả các bạn khi mà chinh phục những cái khu vực mà nguy hiểm ở trên cao nguyên đá Hà Giang ấy, thì các bạn lưu ý là 100% đá ở trên cao nguyên đá Hà Giang là đá tai mèo. Do vậy mà nó rất là sắc nhọn. Và có những phiến đá thì nó rất là lung lay như thế này các bạn. Có một số phiến đá nó rất là lung lay cho nên là nó như một cái bẫy ấy. Nếu mà các bạn đây, các bạn mà bước dẫm không kỹ ấy, thì có thể nó là một cái bẫy chết người. Đây, đá tai mèo đấy các bạn. Mình đã đi được 1/2 của sống khủng long rồi. Đây, có những cái phiến đá như này rất là nguy hiểm này. Nếu mà chúng ta cứ bước một cách vô tội vạ thì mình có thể sẽ vấp, và vấp thì điều gì sẽ xảy ra các bạn đều rõ rồi. Hai bên đều là vực hết các bạn. Mình vẫn nhấn mạnh lại với tất cả các bạn. Hai bên đều là vực rất là sâu. Phía trên kia một số du khách nước ngoài không dám xuống ở khu vực này nữa. Mỗi bước đi đều phải tính toán và đều phải kỹ lưỡng các bạn ạ. Ở trên này mà cắm một lá cờ thì tuyệt vời anh nhỉ. Đấy. Vâng. Bên dưới Trung Quốc luôn nha các bạn nha. Đây, bên kia là Trung Quốc này. Chỗ mỏ phàng nhỉ? Đúng rồi. Bên đấy là cửa khẩu mỏ phàng của Xín Cái. Thượng Phùng nhé. Xín Cái. Thượng Phùng với Xín. Bên kia là Thượng Phùng nhé. Thượng Phùng và Xín Cái, mỏ phàng thuộc Xín Cái. Chỉ nhớ cái giải viết thôi. Chứng tỏ ở đây là cũng có nhiều người đi rồi anh nhỉ? Đấy, vẫn có vết dép này. Nhưng mà ở đây mà trượt chân một cái là hết luôn đấy. Là cụ ra đi chân lạnh toát đấy. Thế là anh em mình sắp chinh phục hết cái sống khủng long này rồi. Ok. Anh Trường thấy sống khủng long ở trên cao nguyên đá Đồng Văn với sống khủng long ở trên Tà Xùa thì có gì khác nhau? Ờ,
Tà chùa thì đi xe máy được, nhưng mà cái này mà đi xe máy thì chỉ có vứt xe luôn. Đấy là một điểm khác biệt rồi, còn điểm khác biệt nào nữa không? Điểm khác nhất rồi. Bởi vì Tà chùa thì là núi đất đúng không? Đúng rồi, chính xác. Tà chùa sẽ không bao giờ có được cái cảm giác vừa đi vừa sợ như thế này. Anh ơi, sao đây lại có cái này? Hả anh ơi? Đang đi trên những cái gai của cái lòng này. Đây này các bạn này, có một cái hình vẫn còn nhiều khách lên lắm. Hình nộm này. Cái này hình như là của người Mông người ta làm hay sao đấy. Ui, ghê quá các bạn. Đã chinh phục được gần như là 2/3 sống khủng long rồi. Và cảm giác vẫn như là khi mới đặt chân lên cái khu vực sống khủng long này rất là sợ. Tuy nhiên thì đã đặt ra mục tiêu thì mình phải đạt được mục tiêu thì mình mới dừng lại các bạn. Đúng thật là 25 cái bánh chưng rồi. Lần đầu tiên mình đặt chân đến một cái vùng đất, một cái ngọn núi mà nó lại vô cùng lý tưởng và vô cùng tuyệt vời như thế này. Tuy nhiên thì cũng không kém phần nguy hiểm. Sắp hết can đảm các bạn, thật sự bây giờ mình sắp hết can đảm rồi. Tuy nhiên thì còn vài mét nữa thôi mình sẽ chinh phục thành công sống khủng long trên đèo Mã Pì Lèng. Đây cũng là một cái điểm thu hút du khách khi mà đặt chân đến với sông Nho Quế, hẻm Tu Sản và Panorama. Vây của con khủng long luôn. Các bạn cảm giác cái con rồng đất ấy, con tắc kè, cái sống lưng nó như nào thì cái núi này nó sống lưng như thế các bạn. Thì nó quá nhỏ luôn. Các bạn thấy không? Nó bé luôn. Đây. Đây mới là cái sống lưng nhọn nhất đây. Chinh phục thành công. Còn một đoạn nữa các bạn ạ. Còn đoạn đuôi nữa, đoạn đuôi nó mới nhỏ. Đoạn đuôi mới là đoạn thế. Bạn nhìn thấy không? Đoạn đuôi đó là kia. Đó. Đã nốt đoạn đuôi. Đi thì thôi mà đã đi thì phải đi hết. Đây cái đá này nó nứt. Chỗ này có những chỗ có lỗ sâu lắm các bạn ạ. Có lỗ sâu xuống dưới. Đến nơi chưa anh? Chưa, còn đoạn nữa ạ. Hình như ở trên này là có dê lên ăn cỏ đúng không? Vẫn có. Có phân dê đây này các bạn. Dê nó đi ác rồi. Ở đây có phân dê chứng tỏ là dê nó đi siêu lắm. Wow. Có người chăn dê ở trên này. Đi nốt. À, khu vực đoạn khấu đuôi kìa. Khấu đuôi. Anh em ra là hẳn khấu đuôi cho nó máu. Ok. Khấu đuôi nhá. Anh em ra khấu đuôi là khủng long cho nó máu. Ở trước đây hồi xưa là mình cũng chỉ đi đến đoạn đâu đây thôi. Hết rồi. Nếu mà thất tình cây này. Kiểu nó ở trên cao khô cằn. Các cái cây nó toàn như kiểu có gai ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dày nhá. Có vẻ là chịu nắng mưa tốt. Đang tí mình sẽ với một cây con. Cái bé nó sẽ không ảnh hưởng quá, không đổ cây to. Không có sức để mà lấy cây to các bạn. Còn một chút nữa thôi là mình đã chinh phục thành công cái sống khủng long trên cao nguyên đá này rồi. Chinh phục thành công rồi các bạn ạ. Sau khoảng 20 phút di chuyển thì hiện tại mình đã có mặt ở khấu đuôi của sống lưng khủng long trên cao nguyên đá Hà Giang các bạn ạ. Cảm giác bây giờ đang rất là vui mốt. Quay cho một vòng. Đã chinh phục khấu đuôi khủng long. Hôm nay thì mình rất là tình cờ đạp gặp được anh Trường Lý Vlog ở trên cao nguyên đá này. Và hai anh em có rủ nhau đi chinh phục sống khủng long luôn các bạn ạ. Hiện tại thì cũng đã vào khoảng 5 giờ chiều rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm, cho nên là có lẽ các bạn không thể có được những cái view đẹp nhất. Tuy nhiên thì hy vọng rằng clip này mình đã chia sẻ tới các bạn một điểm du lịch nữa, một điểm chinh phục nữa, và một cái chỗ để các bạn trải nghiệm khi đến với Hà Giang. Tuy nhiên thì mình không khuyến cáo những bạn nào sợ độ cao và có sức khỏe không ổn định khi trèo cao. Các bạn thấy thế nào? Hành trình từ con đường đi vào cho đến chinh phục cái đỉnh núi